Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Daya TV Cuộc Sống Hàn Quốc của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với mọi người 10 điều kỳ lạ trong văn hóa của người Hàn Quốc. Mình nghĩ là cái video này sẽ rất là có ích đối với những ai đang có ý định đi du học hoặc là đi du lịch qua bên xứ sở kim chi này, thì mọi người nhất định phải biết những cái điều này để tránh làm những cái điều không hay tại xứ sở kim chi này nha. Thì điều đầu tiên mình muốn nói đến với mọi người đó là không nên bo tiền khi các bạn đi ăn nhà hàng, cho dù mọi người cảm thấy cái sự dịch vụ ở đây nó tốt như thế nào. Mình biết là ở một số nước phát triển như phương Tây, như Anh, Mỹ, Pháp thì cái chuyện bo tiền đó là cái chuyện hết sức bình thường và là trở thành văn hóa của những nước này. Thế nhưng khi các bạn qua Hàn Quốc và các bạn đi ăn ở nhà hàng hoặc là quán cà phê thì mọi người tuyệt đối đừng nên bo tiền nha. Bởi vì nhân viên phục vụ ở những cái nhà hàng này người ta đã được trả lương rất là hậu hĩnh. Vậy nên cái việc mà các bạn bo tiền cho người ta ấy thì có thể là khiến người ta cảm thấy rất là bất lịch sự và làm tổn thương đến phẩm giá của người ta nha mọi người. Thế nên là mọi người hãy chú ý cái điều này nha. Tuyệt đối đừng nên bo tiền khi đi ăn nhà hàng. Nhưng mà ở trong quán rượu, mình nghĩ ở trong quán rượu thì cũng không sao đâu. Bởi vì mình xem trên phim thấy trên quán rượu người ta bo tiền thì vẫn có người nhận à. Điều thứ hai đó là không nên nghịch đũa. Trong văn hóa Hàn Quốc thì có rất là nhiều những điều cấm kỵ xung quanh gây đũa. Ví dụ như chọc đũa vô thức ăn, vô tình để lại lỗ trên thức ăn. Điều này có thể khiến chủ nhà hoặc là đầu bếp tức giận, bởi vì họ sẽ nghĩ là bạn xúc phạm đến tài năng nấu nướng của họ. Ngoài ra, việc dựng đũa và cắm đũa trên bát cơm cũng là một điều không hay, được coi là ám chỉ cái chết trong văn hóa Hàn Quốc nha mọi người. Thì mình thấy cái điều này ở bên Việt Nam mình cũng có cùng suy nghĩ như thế. Bởi vì cắm đũa trên bát cơm giống như là cắm que hương trên bát hương ở trong đám ma ấy mọi người. Vậy nên là mọi người cũng để ý cái điều này nha. Và điều thứ ba đó là đừng nên để lại thức ăn thừa trên đĩa nha. Cái điều này nghe có vẻ rất là hợp lý với những người phương Tây, đặc biệt là người Mỹ, bảo chỉ lấy đủ cái phần mình ăn thôi. Điều này cũng có thể là giúp đỡ những cái người mà phải rửa bát ấy, bởi vì họ không phải lo xử lý thức ăn thừa. Thế nhưng khi mà mọi người đến Trung Quốc thì văn hóa người ta cũng khác nha. Bởi vì người Trung Quốc có cái văn hóa đấy là nên để lại một chút ít thức ăn thừa trên đĩa. Như thế là có thể là sẽ làm cho chủ nhà nghĩ rằng cái món ăn đấy thì nó rất là ngon và những cái người khách đã ăn rất là no. Ngoài ra thì sẽ rất là bất lịch sự nếu mọi người từ chối đồ ăn nhẹ, và còn xúc phạm hơn nếu mà mọi người không ăn hết thức ăn trên đĩa của mình nha. Ở các quán ăn hoặc là các nhà hàng, nhân viên ở đây có thể trách cứ bạn bởi vì các bạn không ăn hết đồ ăn trên đĩa. Điều thứ tư đó là hãy tránh xa số 4 ra nha mọi người. Bởi vì số 4 bên này người ta đọc phát âm là xa, mà cái từ xa này thì nó là từ bắt đầu của rất là nhiều những từ đen nổi. Ví dụ như là từ sa mang là từ chết, đọc là sa mang, và từ tai nạn thì được đọc là sa cô. Thì những cái từ đen nổi này nó đều đọc được từ xuất phát từ chữ xa. Thế nên là người ta rất là kiêng kỵ cái số 4 nha mọi người. Mọi người đừng nên bất ngờ. Ở trong các tòa nhà thì người ta có thể thay thế tầng 4 ấy, thay vào đó là người ta sẽ viết là tầng F. Còn nếu các bạn đi ở những khu trung tâm thương mại ấy, thì trong các khu trung tâm thương mại thì thang máy người ta sẽ không đi đến tầng 4 nha mọi người, mà thay vào đó là các bạn sẽ phải đi thang cuốn lên. Điều thứ năm đó là không được phép tặng quà cho giáo viên nhân ngày nhà giáo. Thì năm 2016, một vị đại biểu quốc hội tên là Kim Myung Ran, bà này bà đã đưa ra một cái ý kiến đó là không nên tặng quà cho giáo viên vào ngày nhà giáo, mà chỉ được phép tặng hoa thôi. Thì cái điều luật này đã được thông qua và được áp dụng vào tháng 9 năm 2016. Thì bắt đầu kể từ đó thì phụ huynh hoặc học sinh ấy muốn tặng quà cho giáo viên vào ngày nhà giáo ấy thì chỉ được phép tặng hoa cẩm chướng. Thì có thể tặng hoa cẩm chướng thật, hoặc là bây giờ thì người ta thường tặng những cái bông hoa cẩm chướng, những cái khuy cài áo ấy có hình bông hoa cẩm chướng để cài trước ngực ấy. Thì bây giờ là người ta hay tặng những cái đấy. Thế nên là bạn nào có đi du học Hàn Quốc ấy thì mọi người nhất định là phải chú ý tới cái điều này nha. Bởi vì nếu mà vi phạm cái điều luật này thì các bạn có thể bị phạt đến 25.000 đô hoặc là ngồi tù luôn nha mọi người. Và giáo viên mà nhận quà thì người ta cũng bị phạt luôn nha. Điều thứ 6 đó là không nên mặc áo cổ trễ.
đừng nên mặc áo cổ trễ. Tại vì bên này nếu mà các bạn mặc áo cổ trễ đi ra ngoài đường ấy thì sẽ rất là nhiều người chú ý nha, đặc biệt là những người già. Mình thấy ở phương Tây thì mọi người rất là thoải mái. Người ta muốn ăn mặc như thế nào thì đấy là quyền của người ta, không ai có thể ngăn cấm cả. Đặc biệt phụ nữ cũng có thể mặc không mặc áo bra đi ra đường cũng không có sao cả. Thế nhưng mà bên Hàn Quốc thì khi mà mọi người mặc áo cổ trễ hở ngực ấy thì đấy là một cái điều rất là bất thường nha. Mình nhớ là ngày trước khi mà mình qua Hàn ấy và đến mùa hè ấy thì chồng mình thường bảo là mình mặc thêm một cái áo dây nữa. Mình thấy mùa hè bên này rất là nóng được vậy còn phải mặc áo ba lớp áo, mặc lớp bra rồi mặc áo bra rồi lại thêm một lớp áo dây rồi lại một cái lớp áo bên ngoài nữa là ba lớp. Trời ơi nóng muốn chết luôn. Nhưng mà mình thấy ngày nay giới trẻ ngày nay cũng khá là thoải mái ấy. Dạo gần đây mình đi ra đường mình cũng thấy có rất là nhiều các bạn trẻ mặc áo dây đi đường rất là thoải mái và tự tin. Nhưng mà mấy năm trước thì mình không có nhìn thấy nhá. Có thấy nhưng mà rất là ít. Bây giờ thì có thể là phổ biến hơn nhiều rồi. Thì cái việc mặc áo cổ trễ thì được coi là hở hang và không được chấp nhận ở bên đây. Thế nhưng mà đấy là phần trên nha mọi người. Còn phần dưới thì hoàn toàn ngược lại nha. Phần dưới của mình ấy thì đó là phần quần ấy. Thì bên này nhá, mặc áo cổ trễ thì được coi hở hang. Nhưng mà mình thấy ở bên dưới ấy, các bạn mặc quần đùi rất là ngắn luôn. Mình cảm thấy là không thể nào mà có thể ngắn hơn được nữa ấy. Thì bên này lại là một điều hết sức là bình thường nhá. Cảm giác mấy đứa học sinh nó đi học mà nó mặc những cái quần đùi ấy, đúng là mình nghĩ là không thể nào mà ngắn hơn được nữa luôn ấy. Nếu mà ngắn luôn nữa thì khỏi, coi như là khỏi mặc quần luôn. Thì người ta lại coi cái điều đấy rất là bình thường và được coi là thời trang luôn nha mọi người. Mọi người có thấy nó nghịch lý không ạ? Mặc áo cổ trễ thì được coi là hở hang, nhưng mà mặc quần đùi trễ, mặc quần đùi ngắn thì lại không phải là hở hang nha mọi người. Điều thứ bảy đó là không nên để lộ lại hình xăm nha mọi người. Bên này thì các nghệ sĩ, ca sĩ khi mà biểu diễn ấy thì không được phép để lộ hình xăm lên màn hình ấy. Thế nhưng mà mình thấy ngày nay giới trẻ ngày nay xăm mình rất là nhiều ấy. Và cái điều đấy nó cũng là chuyện bình thường ấy. Nhưng mà bên này người Hàn, đặc biệt là những người già ấy, người ta vẫn không có thay đổi suy nghĩ và người ta coi những người xăm mình làm một cái điều đó rất là xấu xa hay là giống như là tệ nạn xã hội ấy. Và người ta không có hưởng ứng cái chuyện này nha mọi người. Thế nên là khi các bạn đi qua đây ấy, mọi người mà có để lộ hình xăm ấy, có thể là mọi người sẽ có thể gặp những cái ánh mắt không hay hoặc những cái điều tiếng không hay. Điều thứ 8 đó là đừng nên giao tiếp bằng ánh mắt quá nhiều nha mọi người. Bởi vì bên Hàn người ta có suy nghĩ là nếu mà giao tiếp, khi mà các bạn giao tiếp ấy, mình nhìn trực tiếp vào mắt với người đối phương ấy thì được coi giống như là mình coi là mình bằng vai phải lứa với cái người mình đang nói chuyện ấy. Thế nên là khi mà các bạn giao tiếp với người lớn tuổi thì mọi người đừng nên nhìn thẳng vào mắt người ta nha. Điều thứ 9 đó là không nên tranh luận với người lớn tuổi. Thì bên Hàn này người ta rất là cứng nhắc trong cái chuyện giữ tôn ti trật tự ấy. Bạn có thể bị coi là hỗn láo nếu mà cố tình cố ý tranh cãi với người lớn tuổi. Vậy nên là khi mà qua bên này này, các bạn mà có thấy một số người lớn tuổi người ta không có đứng xếp hàng hay là người ta tranh hàng với mình thì tốt nhất là mọi người cũng nên nhường người ta nha, chứ mọi người đừng có nên tranh cãi với người lớn tuổi làm gì, bởi vì có thể mọi người sẽ nhận được những cái ánh mắt không hay của người xung quanh. Điều thứ 9 đó là cẩn thận khi mà chụp hình ở nơi công cộng. Mình thấy điều này cũng là điều rất là quan trọng nha, đặc biệt là đối với những ai mà khi đi qua bên này đi du lịch ấy, mọi người check in ấy, thì mọi người nên chú ý cái điều này nha. Bởi vì bạn có thể bị bắt lên đồn công an mà không hiểu lý do tại sao nha. Thì hôm trước mình có chia sẻ đến với mọi người có một câu chuyện, đó là một anh Việt Nam đi qua Hàn Quốc đi du lịch và anh này đã quay phim chụp ảnh trên tàu điện ngầm và sau đó thì anh đã bị cảnh sát bắt. Lý do là một người đã cảm thấy cái hành động quay phim của anh ấy rất là mờ ám ấy, thế nên là người ta đã khai báo với cảnh sát và ngay sau đó thì cảnh sát đã bắt anh này. Và để chứng minh là mình trong sạch thì anh này đã phải mất rất là nhiều thời gian. Vậy nên mà khi các bạn đi qua bên này đi du lịch ấy thì mọi người phải thật là chú ý nha. Khi mà các bạn chụp hình mà trong khung hình của mình có người lạ ấy thì mọi người nên hạn chế tối thiểu nha.
Và đặc biệt là mọi người không được phép đăng hình của người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của người ta. Nói chung là mình thấy người Hàn Quốc ấy khá là không thoải mái trong cái chuyện chụp ảnh ấy. Ví dụ hôm trước mình có đi ăn ấy, thì cái quán mà mình ăn nó rất là đông, và mình thì chỉ muốn quay cái cảnh người ta xếp hàng ở ngoài cửa thôi. Thế nhưng mà khi mà mình vừa mới đưa camera lên ấy, thì có một bạn gái ngồi bên cạnh đối diện với cái bàn của mình ấy, bạn ấy đã nhìn mình với một cái ánh mắt hình viên đạn ấy, như kiểu là quay cái gì mà quay ấy. Trời ơi, mình sợ quá, mình phải bỏ điện thoại luôn xuống ngay và luôn. Thế nên là mọi người khi đi du lịch bên này thì mọi người hãy thật là cẩn thận trong cái chuyện chụp ảnh nhá. Thì vừa rồi là mình đã nêu ra 10 điều mình thấy là rất là kỳ lạ trong văn hóa của người Hàn Quốc. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt ngắn gọn lại nha. Điều thứ nhất đó là không bao tiền khi đi ăn ở nhà hàng hoặc là quán cà phê. Điều thứ hai là không nghịch đũa. Điều thứ ba đó là không nên để lại thức ăn thừa trên đĩa. Điều thứ tư đấy là tránh xa số 4. Điều thứ năm là không được phép tặng quà cho giáo viên. Mình thấy Việt Nam mình cũng nên học cái điều này. Điều thứ sáu đó là không mặc áo trễ, không mặc áo cổ trễ nhá. Điều thứ bảy là không để lộ hình xăm. Điều thứ tám là đừng nên giao tiếp bằng ánh mắt quá nhiều. Điều thứ chín là không nên tranh luận với người lớn tuổi. Và điều cuối cùng, điều mình thấy là quan trọng nhất đấy là cẩn thận khi mà chụp hình ở những nơi công cộng, những nơi đông người. Thì vừa rồi là 10 điều mình cảm thấy rất là kỳ lạ trong văn hóa của Hàn Quốc. Hy vọng là cái thông tin mình vừa chia sẻ thì sẽ giúp ích cho nhiều người, đặc biệt là những người chuẩn bị có ý định qua Hàn sinh sống hoặc là đi du lịch. Thì mọi người nên lưu ý những cái điều này nha. Cuối cùng mình xin chúc các bạn có một chuyến đi du lịch Hàn Quốc thật là vui vẻ và thành công. À, bạn nào mà có đi du lịch ở Seoul nên nếu mà mọi người đi du lịch kiểu tự túc ấy, mà mọi người không tự tin với cái khả năng của mình ấy, thì mọi người có thể liên hệ với mình và mình sẽ giúp đỡ nha. Với điều kiện là vào ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật thôi, tại vì mình được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật đấy. À, mọi người chỉ cần mọi người bao mình ăn thôi, mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho mọi người nha. Thế thôi, mình xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. À, mọi người nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.